Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa hè là chùa Ba Vàng lại tổ chức khóa tu dành cho các bạn trẻ. Khóa tu có nhiều hoạt động lành mạnh, bổ ích như nghe giảng pháp, học đạo hiếu, học lòng biết ơn, rèn tình yêu lao động bằng các hoạt động thực tế, giao lưu văn nghệ, giao lưu với các vị anh hùng, người nổi tiếng, v.v. Ngoài ra, khóa tu tại chùa còn thực hành các nghi lễ của đạo Phật, sinh hoạt nề nếp như thức dậy sớm, tập thể dục, ăn cơm chay, ăn mặc giản dị, đi lại, nói năng theo phép tắc. Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng hàng năm thu hút hàng chục ngàn bạn trẻ tham gia. Bởi thế, để đảm bảo cho khóa tu đạt chất lượng cao, nhà chùa đã chia khóa tu thành 3 đến 4 đợt, mỗi đợt 7 ngày dành cho các độ tuổi khác nhau. Mỗi khóa tu trung bình sẽ có từ 2.000 đến 5.000 bạn trẻ tham gia. Trong những năm qua, đã có hàng chục ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước được tu tâm dưỡng tính tại chùa Ba Vàng. Đặc biệt, tất cả các khóa tu tại chùa Ba Vàng đều hoàn toàn miễn phí, từ tiền ăn, ngủ, nghỉ cho đến các vấn đề sinh hoạt của các bạn trẻ. Dự kiến tháng 6 năm 2019 tới đây, sẽ có hàng ngàn bạn trẻ lại được vào chùa tham gia khóa tu mùa hè rèn nhân cách.